Những năm gần đây, trước tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh đã khiến cho nhiệm vụ quản lý bảo vệ an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng thêm bội phần gian nan vất vả. Nhưng có lẽ càng trong gian khó thì hình ảnh người chiến sĩ biên phòng càng thêm sáng đẹp, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tạo được niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Hiện nay, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn kiên cường ngày đêm bám trụ trên các tổ chốt, thực hiện tốt mục tiêu kép và là điểm tựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc nơi vùng biên. Thời gian qua thực hiện nhiệm vụ chốt chặn và tuần tra trên biên giới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng thì đã phát hiện hàng nghìn lượt công dân xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về và có nhiều cái tình huống đã xảy ra, đặc biệt là công dân mắc kẹt trên đỉnh núi, người già, người yếu rồi là người bị tai nạn. Thì là cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tiến hành là các biện pháp giải cứu trên vách đứng vực sâu an toàn. Và qua đó thì đã phát huy được phẩm chất của người lính, bản lĩnh của người chiến sĩ biên phòng nơi biên giới. Gần 1.900 tổ chốt biên phòng án ngữ ở những khu vực trọng điểm, đường mòn, lối tắt, tạo vành đai thép nơi biên giới chống dịch. Đóng quân phân tán, điều kiện ăn ở thiếu thốn, nhiều điểm chốt thiếu nước sạch sinh hoạt và hầu hết đều không có sóng điện thoại, điện chiếu sáng. Thế nhưng, mọi cán bộ, chiến sĩ đều tận tụy thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biên giới với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Không có sóng điện thoại, nên mỗi khi nhớ vợ con, Đại úy A Thượng chỉ có thể ngắm nhìn người thân qua những bức ảnh lưu trữ trong máy. Tại trên cơ sở nhiệm vụ được vợ con động viên thì mình cố gắng thôi, chứ giờ làm sao mà... Thật em mấy tháng nay chưa về rồi, nhớ vợ con lắm nhưng thôi, cũng phải chấp nhận về thực hiện nhiệm vụ. Tôi lớn học lớp 7, bé học lớp 4. Thôi, nhiều người vất vả hơn mình nhiều rồi. Trong những ngày vừa qua, thời tiết diễn biến cực đoan, tuyết phủ trắng rừng, sương mù bao phủ nhiều nơi trên biên giới. Thế nhưng cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn kiên trì bám chốt, bám biên, tăng cường mật độ tuần tra, nhất là tại các khu vực trọng điểm quốc phòng, an ninh. Không để kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng trên biên giới để thực hiện hành vi phạm tội. Đơn vị cũng đã tổ chức lực lượng phối hợp với các ủy chính quyền địa phương hai xã Thượng Phùng và Xín Cái để tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia cũng như là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là tuyên truyền vận động nhân dân làm cái công tác là phòng chống rét cho người và vật nuôi cũng như là các cái con gia súc gia cầm trên địa bàn để đảm bảo cho tránh cái thiệt hại, giảm thiểu cái thiệt hại, thấp nhất cái thiệt hại xảy ra. Đã chủ động tham mưu đấu tranh xử lý, giải quyết và tham mưu cho địa phương xử lý trên 147 vụ liên quan đến lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng nhà nước, và đã tham mưu xử lý trên 255 vụ việc trên gần 10.000 người tập trung đông người, và đã đấu tranh trên hàng trăm vụ án, vụ việc trên gần 800 các đối tượng người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép. Vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng để kiên cường bám trụ nơi biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phên dậu của Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới, đời sống của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới đã có sự chuyển biến nhất định, song trình độ dân trí, điều kiện phát triển kinh tế văn hóa xã hội không đồng đều. Tình hình đó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho các địa phương vùng biên. Là lực lượng trực tiếp bám nắm địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, bền vững nhằm củng cố tiềm lực chính trị cho các địa phương. Cách làm của những người lính quân hàm xanh đã tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới. Xã biên giới Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Người dân ở đây quen thuộc với hình ảnh thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Hồ Xuân Tuyến, cán bộ biên phòng tăng cường làm phó bí thư đảng ủy xã. Với tác phong sâu sát, bám nắm cơ sở, thiếu tá Hồ Xuân Tuyến luôn tích cực cần mẫn cùng người dân địa phương, nỗ lực kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường liên thôn xóm. Nhờ vậy, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Tam Quang là xã biên giới đầu tiên về đích nông thôn mới của tỉnh Nghệ An. Tôi đã tranh trăn trở
và tích cực, làm trước hết là tích cực làm tốt cái công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã là ban hành các cái nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ đảng viên, rồi các xây dựng các cái nghị quyết về chuyên đề về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của bà con. Đồng chí Lò Văn Huân là một trong số 5 đảng viên trẻ mới được kết nạp tại xã biên giới Ma Lé, tỉnh Hà Giang. Để làm được điều này, có sự đóng góp thầm lặng của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Minh Phương. Tăng cường từ năm 2007 với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy xã, một trong những xã có địa bàn rộng với 12 thôn bản, việc phát triển chi bộ ở đây gặp không ít khó khăn. Nhưng nỗ lực bám nắm cơ sở của đồng chí Phương giờ đã đem lại thành quả. Ngoài việc hoàn thành xóa thôn, bản trắng đảng viên, xã Ma Lé có thêm chi bộ quân sự xã, chi bộ công an xã và chi bộ nhà trường. Đến bây giờ bà con đã nhận thức được và con em của họ cũng đã nhận thức được và tiếp tục đi học cao lên, thế và phấn đấu để trở thành người đảng viên. Về công tác phát triển đảng, đồng chí có một cái biên phòng ta cửa thì là được các chi bộ cũng được xây dựng là nghị quyết và các đồng chí cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt giúp dự cũng là được phát triển tốt hơn. Là một số mô hình đặc biệt nhất là cái mô hình phát triển kinh tế và chăn nuôi. Trên tuyến biên giới, những cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới vẫn đều đặn hàng ngày có mặt tại các thôn, bản để giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm và xây dựng các chi bộ đảng. Cán bộ tăng cường cho các xã biên giới được ví như đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Họ trở thành nhân tố quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội ở các thôn, bản, biên giới. Họ cũng trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Cách thức làm việc, phương thức hoạt động, rồi điều hành các hoạt động của từng tổ chức trong hệ thống chính trị cấp cơ sở các xã phường biên giới trong thôn. Đấy. Và những cái hoạt động này thì thực tế cho thấy là những năm vừa qua đã được cấp ủy chính quyền các địa phương đánh giá rất cao.